Chào Thùy Linh nha. Ăn cơm chưa? Chị ơi. Chào gì nhá. Tối nay sang ăn lẩu đi Giang. Dì ơi. Mai. Mai đi làm. Mai đi một hôm nữa về nghỉ không, nghỉ Tết đó. Hết pang rồi. Sang Tết tính sau. Hôm nay này người ta đi chợ sắm đồ, sắm mua giá rong mua các thứ. Mình còn không thấy đường đi em. Tết đến nơi rồi. Tôi nên sang ăn lẩu đi. Chào Duy nhá. Sang nhà bác đi Duy ơi. Tới nay với mẹ sang bác ăn lẩu đi, thịt gà ăn lẩu đi. Ăn lẩu gà. Hôm nay nhà ai cũng đi chợ sắm đồ Tết, riêng bác không thấy đường đi đâu gì ạ. Không có tiền đi chợ rồi. Có gà mang sang cho bác một con nhá, Tết.